Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Thì các bạn cũng biết Di động Nhật Nam là shop chuyên bán điện thoại cũ chính hãng và iPhone chuẩn zin quốc tế. Cam kết là chỉ bán máy zin chất. Nói chung là với cái dòng chạy hệ điều hành Android như là Samsung, Oppo và Vivo, Redmi, Xiaomi thì mình cam kết là chỉ bán hàng chính hãng sử dụng được hai sim các bạn nhé. Và không bán hàng sách tay cũng như là không bán máy bị sửa chữa. Còn đối với cái dòng iPhone chạy hệ điều hành iOS thì mình cam kết là chỉ bán máy chuẩn Zin quốc tế của nhà táo sản xuất nhà táo thì anh em biết rồi táo cắn dở táo khuyết đấy rất là nổi tiếng và táo đó là của mỹ các bạn nhé chứ không phải là táo dai đâu thì à, tất cả những cái sản phẩm mình bán đều cam kết là nguyên Zin có những cái sản phẩm pin kém thì sẽ thay và nếu như có thay pin thì bên mình thay pin tốt nên các bạn cứ yên tâm và không cần phải lo lắng về vấn đề rằng là máy Zin pin hay là máy thay pin, bởi vì thay pin rồi là rất ok. Như chúng ta được biết, thường là dòng iPhone hay có những cái máy phải thay pin. Tại vì sao? Hãng iPhone thì thật sự sản xuất máy rất bền rất là tốt nhưng pin thì không bằng những hãng khác đâu. Đây là một cái vấn đề, một cái khuyết điểm mà chúng ta phải thừa nhận. Và chúng ta có trốn tránh thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết. Bởi vì cứ thông thường một cái iPhone thì mình được biết là cứ sản xuất sau khoảng 3 năm là thường thường là đã túc tắc phải thay pin rất là nhiều máy rồi Chính vì vậy một cái đời máy iPhone sản xuất và cho đến lúc nó hỏng thì đâu đó khoảng 10 năm thì các bạn phải thay khoảng 3 lần pin có những khi các bạn thay rồi thay phải những cái pin giỏm thì có thể phải thay đến 4 lần đấy còn như pin tiêu chuẩn của bên mình thì khoảng 3 lần và bên mình thì dạo gần đây những cái iPhone đời cao thay cell pin thay cell pin là một cái hình thức người ta gọi là thay cái cell thôi để sàng cái cổ cáp zin của cái cục pin zin sang để nó vẫn còn được một cái sự kết nối giữa máy và pin. Lý do là trên cái cổ cáp đó nó chỉ có một cái con chip gọi là con ROM để nó nạp cái dữ liệu của cái cell pin để nó biết được cái dung lượng pin còn bao nhiêu phần trăm để mà nó báo với cái máy. Nhưng về cái vấn đề báo phần trăm này thì nó thật ra là nó cũng qua thêm một con ROM đó, cho nên là cái độ chính xác nó không cao, chúng ta chỉ mang ra để tham khảo thôi. Mang ra để tham khảo thôi các bạn nhé, bởi vì tam sao là thất bản vì chính ở đời thường của chúng ta cũng như thế này Ví dụ như chúng ta muốn truyền đạt một cái việc nào đó cho bất cứ một ai đó Nhưng mà không phải là chính chúng ta gặp được người đó Mà nhắn qua người này người kia Người nọ người nọ lại nhắn qua người khác Thì nó tam sao thất bản đôi khi Nó diễn đạt cái ý nghĩa nó không được chính xác Thì cái vấn đề phần trăm pin nó cũng là như thế Mình giải thích một cách nông dân như vậy cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé Đấy Tức là người không cần phải am hiểu nhiều về công nghệ cũng hiểu Bởi vì đây từ cái cell pin đến cái con chip của con iPhone phải qua đến 4 năm giai đoạn nó mới truyền được cái dữ liệu đấy đến cho nên là cái việc tam sao thất bản và số liệu nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi cho nên các bạn sử dụng iPhone lâu no năm các bạn cũng đã thấy có những cái iPhone báo phần trăm pin chín mươi mấy phần trăm nhưng mà thực tế khi solo solo có nghĩa là so kè với một chiếc iPhone cùng thể loại mà pin 8x có thể thời lượng xài không bằng luôn vì tham vì tam sao thất bản vì con chip rom nó báo chỉ mang tính chất tham khảo và không chính xác cho nên dẫn đến tình trạng dung lượng của người ta còn nhiều nhưng mà anh này báo bớt đi một tí điều đó là có và sau nhiều năm bán iphone thì mình đúc đúc kết và mình mới dám nói trên video như vậy các bạn nhé cho nên khi bên shop di động nhà nam bán là thường sẽ thẩm định kỹ pin còn dùng được là mình bảo dùng được và mình để mình bán luôn từ lâu nay các bạn cũng đã thấy điều đó và cái nào mà kể cảm thấy nó không còn an toàn không dùng được thì mình đều nói với khách hàng là cái này đã thay pin và thay pin rồi thì mình cũng bảo hành pin giống như bảo hành máy là bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn nhé như vậy khá là yên tâm khi mua iPhone tại Nhật Nam còn dòng Android thì miễn bàn Android pin chạy đến lúc hỏng và không có báo phần trăm pin cho nên không dẫn ra tình trạng tam sao thất bản chúng ta chỉ sử dụng thực tế và chúng ta biết và dòng android thì thường là cái công nghệ pin của nó nó ok hơn thứ nhất là nó cái diện tích nó dành để cho trang bị viên pin nó nhiều cho nên nó làm được những viên pin dung lượng cao đấy càng to thì chứa càng nhiều thôi pin mà nó cũng giống như là cái can đựng nước thôi đấy càng đựng được nhiều lít thì càng chiếm diện tích và cái dòng android thì nó có một cái đặc điểm là như thế các bạn nhé và pin của dòng Android thì không cần phải lăn tăn và tất cả những cái sản phẩm Android thì đều là máy zin và chính hãng các bạn cũng cứ yên tâm rồi. Và tất cả các sản phẩm mình bán ra thì đều bảo hành 6 tháng. Và lỗi, lỗi là như thế nào? Lỗi là lỗi kỹ thuật mình sẽ đổi luôn sản phẩm tương đương chứ không sửa chữa. Trong mọi vấn đề các bạn muốn đổi chác nâng cấp lên đời cái sản phẩm cũ các bạn đang dùng, các bạn vẫn có thể gửi về shop, shop có nhận đổi chác nâng cấp lên đời và nhận thu mua lại tất cả những cái sản phẩm từ trước đến nay shop có bán ra bất cứ lúc nào các bạn muốn bán lại sẽ định giá theo thời giá và sẽ thu mua lại cho các bạn hết đó là cái vấn đề hậu mãi của shop di động Nhật Nam như vậy quá là yên tâm còn về vấn đề sửa chữa thì tất cả những cái sản phẩm shop di động Nhật Nam bán ra sẽ hỗ trợ cho khách hàng sửa chữa nếu như những máy đó đã hết thời hạn bảo hành và khách hàng muốn nhờ di động Nhật Nam sửa chữa để thay thế vào đấy những cái linh kiện là linh kiện zin ở di động Nhật Nam chỉ thay thế linh kiện zin chính hãng nếu phát hiện bất cứ một cái linh kiện nào hư lỗi thì sẽ thay linh kiện zin chính hãng để đảm bảo cho bạn sử dụng bền lâu chính vì vậy nếu như bạn nào ưa chuộng cái thể loại chính hãng mà muốn sửa chữa máy bên di động nhà nam vẫn có thể gửi máy về di động nhà nam để sửa chữa và tất cả cái sản phẩm khi nhật nam bán ra đều gửi kèm cho các bạn một cái giấy bảo hành trên đó sẽ có thông tin của khách hàng thông tin của địa chỉ di động nhật nam nên là khi gặp bất cứ sự cố hay là muốn gửi máy về sửa hay muốn gửi máy về bán muốn gửi máy về đổi trác nâng cấp lên đời thì các bạn có thể gửi với địa chỉ in trên giấy bảo hành đấy nhá trong trường hợp các bạn mất giấy bảo hành hay như thế nào đó các bạn có thể vào kênh của mình xem video dưới phần mô tả video có địa chỉ của di động nhật nam và di động nhật nam chỉ có duy nhất một shop ở huyện tân phú tỉnh đồng nai bạn nào ở gần đến mua trực tiếp ủng hộ cho mình còn tất cả các bạn ở xa có thể chọn mua hình thức mua online vì bên mình có ship code trên toàn quốc và khi mua online các bạn vui lòng chỉ cần cọc trước cho mình từ 1 đến 500 tùy theo giá trị của máy cụ thể như sau giá trị máy dưới 5 triệu bạn cọc cho mình 100 giá trị máy trên 5 triệu các bạn cọc cho mình 200 trên 10 triệu cọc cho mình 300 500 và trên 15 triệu các bạn cọc cho mình 500 1 triệu tiền cọc các bạn muốn cọc bao nhiêu mình trừ vào tiền máy nên là không cần thiết phải lăn tan còn về vấn đề tiền phí ship mình bán là cộng sát giá máy với tiền lãi của mình thôi mình không có thêm nếm cái gì cả cho nên cũng không bớt xén và cũng không có bao phí ship cho ai cả phí ship do mặt hàng này thứ nhất là hàng giá trị thứ hai là hàng dễ vỡ chúng ta phải có một cái phương thức vận chuyển nó an toàn tuyệt đối chứ không thể nào mà gọi là uh, hên xui được các bạn nhé chính vì vậy mình phải mua bảo hiểm hàng hóa mua bảo hiểm bể vỡ cho nên phí ship nó cao hơn các mặt hàng khác các bạn thông cảm nhé bên mình là không bao ship không tặng kèm phụ kiện vì là mình đã nói rồi, mình báo sát giá là thứ nhất, thứ hai để tạo điều kiện cho bạn sử dụng lại những cái phụ kiện mà các bạn đã có, tránh lãng phí. Rồi hôm nay lâu lắm rồi mình mới chia sẻ cặn kẽ như vậy để cho bạn hiểu rõ trước khi mua sản phẩm của di động Nhà Nam. Còn về vấn đề đặt cọc thì sao? OK, đối với những ai chưa biết thì đây đặt cọc thì có hai hình thức ở thời buổi công nghệ cao và internet banking bây giờ, internet mobile bây giờ ai hầu như cũng có nên ngân hàng các bạn chuyển khoản rất là đơn giản. Mình cung cấp số tài khoản cho các bạn để các bạn đặt vài trăm trước để các bạn chuyển khoản cho mình để các bạn đặt cọc cái sản phẩm các bạn muốn mua. Còn các bạn nào không biết sử dụng tài khoản hoặc là ở vùng sâu vùng xa các bạn có thể ra tiệm điện thoại các bạn mua một cái thẻ cào, ra tạp hóa mua một cái thẻ cào Viettel hoặc là Mobi mệnh giá 100 200. Các bạn về các bạn cào ra. Các bạn soạn tin nhắn gửi cái mã số nạp tiền và cái số seri sang cho mình là được bạn nào có zalo thì chúng ta cào ra chúng ta chụp qua zalo cho mình nhá dĩ nhiên là phải cào ra mình mới nhìn thấy để phải sử dụng và khi mình sử dụng thành công rồi ok thì mấy cái số tiền đó là nó mới là cái tiền đặt cọc và tiền đặt cọc thì trừ vào tiền máy nên cứ yên tâm không mất mát gì cả các bạn sẽ mất tiền cọc nếu như các bạn không nhận hàng đó là tiêu chí sằng phẳng là chi kỷ và mình cũng phải nói rõ với bạn như thế để tránh mất uh, mất lòng về sau thực tế ra tiền cọc đó để đảm bảo cho việc đóng gói và trả tiền phí ship cho nhân viên đi ship hàng các bạn nhé chứ còn mình không có trục lợi trong cái số tiền cọc đấy nên các bạn không nhận hàng ok các bạn mất cọc đó là lẽ đương nhiên rồi bây giờ đi vào sản phẩm hôm nay mình dành nhiều thời gian mình giới thiệu về quy trình mua bán thì sản phẩm mình sẽ đi nhanh thôi mình báo giá thôi các bạn nghe kỹ ok nào các bạn mua Đầu tiên thì mình sẽ có hai sản phẩm iPhone 7 Plus đó là một cái màu hồng và một cái màu đen nhám. Máy đều đẹp zin 99%, ok chuẩn quốc tế và là phiên bản 32 GB. Thì trong đây có một con màu đen nhám này pin của nó zin còn 93% cho nên mình không thay, mình sẽ bán cho bạn với giá là 3 ,1 triệu mốt Và có một con màu hồng pin của nó bảo trì chắc chắn mình sẽ phải thay pin mới 100% và mình sẽ bán là, là 3 ,2 triệu 2. Tức là sau khi thay pin bán 3 ,2 triệu 2. Còn con này pin zin 93% các bạn nhé mình bán 3 triệu mốt ok các bạn đã rõ chưa sản phẩm này là máy trần không tặng phụ kiện và không bao ship cam kết là máy zin cam kết là hàng quốc tế bộ nhớ là 32 mươi màn hình 5,5 năm in hai camera sau nói chung là vân tay vân tiếc đầy đủ không lỗi lầm dù là nhỏ nhất bán ra bảo hành cho bạn 6 tháng lỗi là đổi iphone 7 Plus các bạn nhé rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có sản phẩm iphone 13 pro max màu gold hàng đẹp chất như nước cất vì đây là những con máy mình tuyển chọn tuyển chọn đã nhấn mạnh một cái câu tuyển chọn thì các bạn biết rồi có cái gì tuyển chọn mà lại kém chất lượng không chắc chắn là không ở nhật nam không bao giờ bán những cái hàng kém chất lượng các bạn cứ yên tâm không bán hàng lỗi lầm lâu lâu mới có thì mình sẽ thanh lý cho ai đó chấp nhận đúng không chấp nhận điều đó thế thôi còn đây là một con hàng chất như nước cất và ngày hôm nay mình giảm giá thật sự ra thì mình bán giá này bằng ở nhiều nơi người ta bán bản 128 thôi nên các bạn đừng chê là đắt không đắt đâu bởi vì mình là người đi buôn mình nắm được thị trường mình biết được cái sản phẩm nó ABCD như thế nào Chứ còn các bạn cứ so sánh với những cái sản phẩm câu view Những cái sản phẩm gọi là sửa chữa để tân trang bán lại Thì không thể so sánh được với hàng của bên di động Nhật Nam các bạn nhé Di động Nhật Nam toàn quốc online kênh youtube 123.000 người Thế thì các bạn so sánh những cái nơi Tèm 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 như trên top top Đấy làm cái gì cho nó đau nhức cái đầu đau cái mình hả các bạn Ok quay trở lại với 13 Pro Max màu gold Đẹp chuẩn màn hình to 6.7 in Pin châu bộ nhớ 256 nha Phải nhấn mạnh là bộ nhớ 256 ghi Con này cực khỏe cực khủng Và giá là 19 triệu 900 ,000. Thật sự giá này á Bằng ở một số nơi Bán phiên bản 128 các bạn nhé Các bạn cứ theo dõi kỹ Thì các bạn sẽ biết những cái nơi mà bán hàng đúng chuẩn gì nữa đó. đó Chứ còn đừng so với những cái nơi mà gọi là Không có tên tuổi là thứ nhất này thứ hai là hình thức câu view hỏi đến là không có máy này thứ ba nữa là máy dọn máy lỗi máy mất Face id máy lỗi màn hình thay màn hình lô máy sửa men máy đóng ổ cứng thì nói chung những cái vân vân và mây mây đấy thì chúng ta khó có thể định đoạt nhá rồi tiếp theo thì mình có một con hàng gọi là đúng chất hàng thanh lý tồn kho là pin mới sạc 5 lần con này dĩ nhiên là pin zin không phải là pin thay pin còn 100 nhưng các bạn cũng biết con này là mình nhấn mạnh là pin nguyên có nghĩa là máy này nó tồn kho chưa có dùng bao nhiêu nó để tồn nó thôi hoặc là trưng bày đó thôi cái chuyện là nó để tồn hay nó trưng bày thì không ai đi tìm hiểu đâu mà cái cơ bản mình sẽ tìm hiểu trên trực tiếp trên cái máy này là mình biết được rằng nó là một con máy nguyên zin và mới sạc pin có 5 lần bộ nhớ là 256g và đây là con 12 Pro 12 Pro của chúng ta thì màn hình của nó là 6,1 in nhá ba camera chinh phục bóng đêm và đây là con máy màu xám đen con này thì về chất lượng gần như mới tuy nhiên để tồn kho và vận chuyển răn qua dở lại thì nói thật nó cũng có một vài vết chảy xước lông mèo nhẹ nên chỉ được đánh giá là hàng keng và mình cũng bán là hàng keng thôi chứ mình không bán là hàng mới các bạn hãy lưu ý rằng đến với di động Nhật Nam kể cả hàng có mới cũng không bán theo giá mới vẫn bán theo là hàng cũ cho nên là cái sản phẩm của các bạn nhận chắc chắn có thể nó có chạy xước đồng mèo nhẹ là chuyện đơn giản nó vẫn đạt tiêu chí keng là được các bạn nhé hơn thế nữa pin 100 phần bộ nhớ 256 mà giá chỉ có 14,2 nó thật tuyển chọn và còn đúng một cái thôi không có cái thứ hai rồi ok tiếp theo sau đây nữa là bán cho các bạn mấy con hàng rẻ thanh lý tại sao lại có cái mặt hàng thanh lý nhỉ bởi vì ở di động Nhật Nam thì có rất là nhiều uh, uh, luồng khách hàng ví dụ như là người nhiều tiền có này người vừa vừa tiền có này và người ít tiền có nên mình đưa ra cái sản phẩm tiêu chí hàng thanh lý có nghĩa là mình sẽ lãi rất là ít đấy sẽ lãi rất ít có thể lãi à, một ly cà phê một bát phở là mình cũng bán thì tất cả những cái sản phẩm mà dưới 2 triệu rưỡi thì mình chỉ lãi ly cà phê hoặc bát phở cho nên mình chỉ bảo hành một tháng và nói rõ với các bạn để thuận mua vừa bán tuy nhiên những mặt hàng đó vẫn đạt cái tiêu chuẩn rất là ok vì cũng là máy zin chất và chắc chắn rồi hàng điện tử thì không ai biết một tháng hay là 6 tháng hay một năm nó hư cho nên à, cái tiêu chí bảo hành một tháng là tại vì vô công bất thọ lộc được lời ít thì bảo hành ít có thế thôi chứ không phải là những mặt hàng đó nó kém chất lượng nên các bạn không cần phải lăn tăn không cần phải lo lắng gì hết thích thì cứ mua và ở di động Nhật Nam thì cũng không có cái chuyện mang con đi bỏ chợ không mang những hàng chắp vá sửa chữa bét tè lè nhè ra bán cho khách để cho khách kiểu tiền mất tật mang như thế là mình không chơi đấy ok chưa mình chỉ chơi những cái sản phẩm gọi là zin đây chẳng hạn như ở đây mình có một con a không hai s thì phải con a 02 hai s này mình bán thanh lý cho các bạn với cái giá cũng gọi là cực phiêu cực phê giá là một triệu sáu trăm nghìn một triệu sáu trăm nghìn giá thanh lý đấy sản phẩm dành cho người thu nhập thấp hoặc là nhà đông con đây 1 triệu 6 mà vẫn được sử dụng sản phẩm chính hãng mượt mà màn hình to 6,5 đó là con A02S phiên bản pin châu 5.000 màn hình to 6,5 RAM 3 bộ nhớ là 32GB các bạn nhé và chắc chắn rồi cũng chỉ có máy trần và bảo hành một tháng một tháng là đủ cho thời gian chúng ta test chúng ta xài để chúng ta phát hiện ra lỗi hay không rồi nên mọi người cứ yên tâm cứ yên tâm rồi tiếp theo nữa là một con cũng là hàng thanh lý nhưng con này cũng thuộc dạng huyền thoại và cực kỳ đẹp đó là con A50S A50s của chúng ta thì các bạn biết là camera này đẹp này, màn hình thì lại AMOLED này. Mà đến ngày hôm nay nó thật chỉ có 2 triệu tư. Pin 4000 màn hình giọt nước 6 in 4. RAM 4 bộ nhớ 64 GB, 3 camera sau cực đẹp. Máy AMOLED lên màn hình thì khỏi chê. Đấy các bạn thấy này. Rất mượt. Và rất là ok và rất là rõ. A50s màu xanh tươi xanh như nồi canh, máy đẹp zin chính hãng ngoại hình khoảng 99%. Giá thanh lý cho các bạn chỉ có 2 triệu tư thôi. 2 ,4 triệu tư Rồi tiếp theo nữa đây là một con chỉ có 1 ,6 triệu 6 nữa Và con này là con A0 Con A20S các bạn ạ A20S này thì Để mình xem về cái cấu hình đi Con này thì màn hình của nó là 6,6 rồi Pin nó cũng 4.000 khá là trâu rồi Máy thì chuẩn Màn hình to Lại còn là hàng chính hãng của Samsung Khủng khiếp ở cái chỗ nữa là Bộ nhớ là RAM 4 Bộ nhớ là tới 64 và giá thì lại thanh lý chỉ có một triệu sáu máy màu xanh đẹp zin chín tám chín và cam kết là hàng hai sim chính hãng của Samsung các bạn nhé nói chung là ngon lành cành đào chuẩn chất ok này tất cả những từ ngữ mình diễn tả cho những cái con máy mình thanh lý đấy cho nên các bạn cứ yên chí mà mua rồi tiếp theo thì uh, thanh lý hôm nay thì uh, thật sự là chỉ còn hai cái máy đấy thôi và tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những con máy uh, cấu hình cao nhưng mà giá thì lại cũng tương đối hạt rẻ đó là một con huyền thoại à, vivo S1 Pro các bạn biết là dòng vivo nó khá bền nó thì cứ gọi là bền đến lúc hỏng các bạn nhé con này là con camera hình thoi thì các bạn nhìn vào các bạn cũng biết rồi đó là con S1 Pro và ram của nó là 8GB bộ nhớ 128 màn hình giọt nước 6.4 in AMOLED máy chất hai sim à, chân sạc tai si, nói chung là đẹp chuẩn khoảng 98% và giá bán chỉ có 2 ,7 triệu 7 thôi thật sự là một cái mức giá à, rẻ bèo các bạn nhé Rồi đã nói đến huyền thoại thì chúng ta không thể nào mà Quên Galaxy Note 8 được Bởi vì Note 8 ở thời điểm này xài cũng còn rất là ngon RAM 6GB mà RAM 6GB, bộ nhớ 64GB Và đây là một con hàng tồn nên nó cũng còn rất là mới Ngoại hình nó có thể nói là đẹp zin 99% Và cũng là sản phẩm chính hãng sử dụng được hai sim Note 8 của chúng ta ngày hôm nay có giá bán là 3 triệu rưỡi các bạn nhé 3 triệu rưỡi Bên cạnh đó thì có sự góp mặt của Xiaomi 11 Lite, đây là một con hàng cũng rất là chuẩn màu đen, mỏng gọn, đẹp, pin trâu, nói chung là vừa là thời trang, camera thì đẹp, màn hình thì lại mượt, cấu hình thì lại khỏe, RAM 8 128. Xiaomi 11 Lite có giá bán cho các bạn 4 ,2 triệu thôi. Rất là rẻ các bạn nhé. Tiếp theo thì có con Note 10 Plus đỉnh của chóp, RAM 12 bộ nhớ 256 hàng chính hãng. Đây là máy màu trắng máy tồn kho nên đẹp không khác gì máy mới có nghĩa là ngoại hình gần như là máy mới màn hình 6.9 in màn hình cong, nói chung là Samsung chính hãng không chê vào đâu được và giá bán là chỉ có 8 triệu thôi chúng ta có màu trắng và màu đen lưu ý là hàng chính hãng sẽ đắt hơn hàng sách tay rất là nhiều các bạn nhé đừng so với hàng sách tay đấy và đừng so với hàng dọn nó tóm gọn lại như thế đi Nốt 10 cộng hay còn gọi Nốt 10 Plus chính hãng 2 sim, cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của Samsung. Máy có ngoại hình đẹp ken như mới, giá bán 8 triệu các bạn ạ. Rồi ok, hôm nay chia sẻ hơi nhiều lên giới thiệu được ít máy lắm nhưng không sao, các bạn có thể ấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình rồi xem những video tiếp theo. Khi nào lựa chọn được cái vị cái sản phẩm nào, cái máy nào ưng ý các bạn liên hệ đến hotline của mình ở góc phải đây để các bạn đặt mua các bạn nhé. Và các bạn có thể đến trực tiếp shop mình để mua còn về mọi vấn đề về sau này sửa máy hay là bất cứ cái gì các bạn cứ gửi về địa chỉ bên mình và có một cái lưu ý như thế này khi bạn đóng hàng gửi về bên mình các bạn vui lòng ghi một cái tờ giấy ghi một cái tờ giấy tờ giấy trắng hoặc tờ giấy lịch lật mặt sau vào các bạn ghi cũng được ghi tên số điện thoại của các bạn và địa chỉ của các bạn bỏ kèm theo cái máy giúp mình nhé để mình biết đó là cái sản phẩm của ai gửi tới để mình liên hệ uh, cho nó đỡ bị uh, chậm muộn rồi cảm ơn vì mọi người luôn ủng hộ Bạn đừng quên like và chia sẻ video đến nhiều người khác Cũng như để lại bình luận tương tác mạnh cho kênh nhé Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống Xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau